Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Vâng, lại một số DeFi Discussion nữa chúng ta có cơ hội được ngồi cùng với nhau, và ngồi cạnh với mình ngày hôm nay cũng là một người rất là quen thuộc với anh em thôi. Xin chào Nguyên. Hello, xin chào anh em. Thì mình là Nguyên. Thì nhiều anh em cũng đã quen mặt và quen với cái giọng nói của mình rồi. Thì mình thường xuyên tham gia thảo luận ở trong cộng đồng FOMO Sapiens. Thì rất là vui khi lại có cơ hội để ngồi xuống và cùng nói chuyện về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi vào một buổi thứ hai nữa. Thì hy vọng là những nội dung hôm nay thì nó vẫn sẽ mang lại cho anh em nhiều cái góc nhìn hết sức thú vị về thị trường DeFi ha. Yeah, và nói về chủ đề ngày hôm nay đi, thì chắc trong thời gian qua thị trường thì có nhiều tin xấu hơn là tin tốt, và cái tâm lý của anh em chắc là cũng khá khó chịu khi mà cái đà giảm thì nó vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Nhưng mà nếu mà các anh em là người chơi hệ Solana thì chắc là khoảng thời gian vừa qua cũng là một khoảng thời gian không hề dễ chịu. Nếu mà nói về token của Sol, token Sol là token native của Solana thì cũng đã giảm khá là nhiều, hoặc là những dự án rất là tốt, ví dụ như Serum, lá cờ đầu trong hệ sinh thái của Solana, thì giá cũng đã chia bốn từ đỉnh năm nay hồi tháng 9. Yeah, vậy thì trong cái số DeFi Discussion hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách vấn đề của Solana mà dự án hiện đang gặp phải, cũng như là để xem là những cái vấn đề này có thể giải quyết được trong tương lai gần hay không. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái diễn biến gần đây nhất của Solana đi. Tại sao mà một cái dự án vốn hóa 11, 12 tỷ đô mà lại bị liên tiếp sập trong vòng 2 tuần gần nhau vậy hả Nguyên? Thì anh em nào mà theo dõi hệ Sol thì chắc đã quen thuộc với cái hiện tượng mà Sol bị tấn công DDoS. Thì cách đây khoảng, mình nhớ không nhầm là 3 tháng, thì vào khoảng tháng 9 á, thì Sol nó bị sập mạng lưới, nó bị tấn công DDoS, và mạng lưới nó đã bị tê cứng trong khoảng 16 tiếng. Thì hai cái lần mà bị tấn công gần đây nhất đó là ngày 9 tháng 12 và ngày 14 tháng 12. Thì hai cái lần này á, nó chỉ khiến cái hệ sinh thái nó bị chậm lại, tức là cái tốc độ giao dịch thường thường thì nó dao động vào khoảng 2000 TPS, thì bây giờ nó chỉ còn khoảng 500 đến 700 TPS thôi, tức là mạng lưới nó bị nghẽn, nhưng mà nó vẫn hoạt động và nó không bị sập như cái lần đầu tiên là cái lần mà nó bị nặng nề nhất. Thì nói về cái hình thức tấn công DDoS đi, thì để mà dễ hình dung á, thì DDoS nó là việc mà cái mạng lưới nó bị spam traffic quá nhiều, tức là nó cần phải tải một cái lượng yêu cầu giao dịch quá nhiều thì mạng lưới nó sẽ bị sập như vậy. Thì những cái lần trước đây á, thì hầu hết là bị bot spam, và nó bắt nguồn từ cái hoạt động IDO ở trên Radium. Còn cái lần gần nhất á, thì cũng là bot spam, nhưng mà nó là một cái hoạt động khi mà Radium phát triển, khi mà Radium công bố cái pool, tức là limit giao dịch cho một cái pool permissionless của cái sàn giao dịch AMM này. Về cơ bản là mình không rõ cái nguồn cơn của cái vụ tấn công này, tuy nhiên là cái DDoS này á, nó vô tình là nó phơi bày một cái lỗ hổng khá là lớn ở trong cái cách tiếp cận của Solana. Thì cái này mình cũng có tìm hiểu, thì maybe là mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này trong cái phần tiếp theo ha. Nhưng mà cái việc cái hệ thống của Solana đang được build như thế nào, để mà tại sao mình vẫn thắc mắc nhá, là tại sao một dự án mà có giá trị hàng chục tỷ đô, tương đương với một công ty rất là lớn trong thị trường truyền thống rồi, mà lại vẫn gặp phải những cái vấn đề nó rất là cơ bản như thế này vậy? Thực ra IDO hay là thêm pool giao dịch thì nó là những cái hoạt động bình thường của một hệ thống blockchain mà, đúng không? Vậy thì tại sao Solana vẫn gặp vấn đề với những cái hoạt động rất là cơ bản này? Nó bắt nguồn từ cái cách tiếp cận của Solana. Anh em nào mà đọc qua về cái Proof of History á, thì cũng biết là Solana sẽ chọn cái cách tiếp cận là, nói chung là quyết định cái người leader tiếp theo của cái block tiếp theo. Nó sẽ không phải là một cái hình thức là
đua tranh nhau để xác thực cái giao dịch giống như các cái hệ thống cũ như là Proof of Work hoặc là các cái giải pháp Proof of Stake, tức là các cái validator họ cố gắng để xác thực cái giao dịch nhanh nhất có thể. Nhưng mà Solana thì nó sẽ đi theo cái hướng là nó random cái người được chọn cho cái block tiếp theo. Thì vì cái cách tiếp cận này á, Solana nó tăng được cái tốc độ giao dịch. Anh em hình dung là validator họ sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian để kiểu như là chờ đợi nhau quá, tức là để giao tiếp với nhau, họ không tốn quá nhiều cái thời gian để truyền dữ liệu cho nhau, thì nó giảm được cái thời gian xử lý giao dịch. Tuy nhiên cũng vì cái lý do mà cái người xác thực tiếp theo của cái block tiếp theo được công khai, cho nên là các cái hình thức DDoS họ biết được và họ gần như là tập trung vào tấn công những cái validator này. Thì những cái mạng lưới khác á thì không thể DDoS trên mạng lưới rộng được, tại vì họ không biết được ai sẽ là người xác thực tiếp theo á. Đây là một cái đánh đổi của Solana. Thì cái đó là theo những cái thông tin mà mình tìm hiểu thì nó cũng hơi kỹ thuật á, cho nên là anh em nào mà quan tâm thì có thể tìm đọc thêm về cái vấn đề này. Thì bọn mình cũng đã có một vài cái bài viết ở trên Coin 68 rồi. Thì nó là một cái sự đánh đổi thôi. Thì như bọn mình luôn chia sẻ với nhau trong cái DeFi discussion này á, thì bất kỳ blockchain nào trong thời điểm hiện tại cũng đều phải đối mặt với tam đề của một blockchain, đó là tính phi tập trung, khả năng mở rộng và khả năng bảo mật. Thì như Nguyên nói đó, Solana bắt buộc phải hy sinh một yếu tố để có thể làm tốt hai yếu tố còn lại. Nhưng mà hai yếu tố còn lại nó đã làm tốt chưa hả Nguyên trong thời điểm vừa qua? Thực ra Solana thì họ có được một cái tốc độ giao dịch khá là tốt, tức là mạng scalable họ ok rồi. Security thì hiện tại nó vẫn đang là một cái dấu chấm hỏi, tại vì nó vẫn chưa xảy ra một cái sự cố gì quá lớn về security. Mọi người có một vài cái ý kiến là cái sự kiện DDoS này nó có thể dẫn đến việc là bị tấn công 51%. Tuy nhiên là cái đó cũng là nhiều cái quan điểm ở trên Twitter thôi, thì cá nhân mình vẫn chưa thấy cái gọi là cái thông tin chi tiết nào nó liên quan đến cái vấn đề security này. Vẫn cũng chưa hoàn toàn là xác định được là cái mức độ nghiêm trọng nó đến mức như thế nào, liệu có bị tấn công 51% hay không. Thì cái đó là về security rồi. Còn Decentralized thì mọi người vẫn đang tranh luận khá là gay gắt về cái vấn đề này. Hầu hết thì mọi người nói rằng là Solana không phi tập trung bằng những cái mạng lưới khác, ví dụ như Ethereum. Tuy nhiên là cá nhân mình nhận định đó, thì anh em hình dung là một cái số lượng validator tối thiểu để có thể đánh sập một cái mạng lưới blockchain đi. Thì anh em nào quan tâm thì có thể search thêm cái từ khóa là cái hệ số Nakamoto đó. Thì Sol họ chỉ xếp sau Avax ở cái khoản là decentralized tính theo cái chỉ số này. Thì mình nghĩ cơ bản nó vẫn là một cái con số khá là tốt cho một cái hệ sinh thái rồi. Nói chung là về cái vấn đề decentralized thì Sol vẫn đang khá là gây ra nhiều tranh cãi, thì cũng có nhiều cái ý kiến trái chiều xoay quanh cái vấn đề này. Ok, mình sẽ kể thêm cho các bạn nghe một câu chuyện và để các bạn tự quyết định cái gọi là sự decentralized của Solana ha. Vào cái ngày mà như Nguyên nói á, thì ngày 9 tháng 12 là một cái ngày mà Solana bị tấn công, không phải bị tấn công mà gặp vấn đề. Thì vào cái thời gian đấy thì cộng đồng các cái validator của Solana có gọi là request tổ chức một cái cuộc meeting. Thì tất nhiên validator mà, validator là những người chịu nhiệm vận hành mạng lưới, thì họ tổ chức một cái cuộc meeting, cuộc gặp mặt. Và những thông tin đó thì có thể các bạn đã đọc được trên Coin68 rồi, đó là với cái mạng lưới Solana có hơn 1.000 validator với tổng giá trị total block value thời điểm đó là hơn 12 tỷ đô. Các bạn biết có bao nhiêu người tham gia cái cuộc họp khi mà cái mạng lưới gặp vấn đề không? 1.000 người, có 35 người tham gia, trong đó có một nhà báo của Coindesk, hai người từ Solana Lab là đơn vị phát triển Solana. Vậy thì các bạn hiểu đó, từ 1.000 validator chúng ta chỉ có hơn 30 người chịu trách họp và đưa ra quyết định làm sao để giải quyết cái vấn đề của mạng lưới Solana cho hiện tại thôi. Thì đó chỉ là một câu chuyện thôi. Còn tất nhiên là có nguồn đàng hoàng, cho mình không có bịa ra câu chuyện đấy. Nhưng mà qua đó thì các bạn cũng có thể gọi là cho mình một cái hình dung về cái sự phi tập trung của Solana. Thì như mình nói với mọi người á, thì nói về thiên thời địa lợi nhân hòa, thì trong thời điểm hiện tại thì Solana đều không có cả được ba cái đó cả. Thiên thời là mình gọi là thị trường á, thì thị trường cũng đang vào giai đoạn khá là xấu.
địa cũng không lợi. Địa cũng không lợi là do cái bản chất của Solana như Nguyên đã nói. Và nhân thì trong nội bộ của Solana đang gặp những vấn đề. Thì không biết là Nguyên có tìm được những cái thông tin nào liên quan đến cái đội phát triển của Solana hay là những cái insider news, thông tin nội bộ của dự án này không? Thực ra thì để nắm được cái insider news của dự án thì không phải là dễ dàng á. Thì cái này thì mình chỉ theo dõi trên Twitter thôi, thì khá là khó để nói được là nội bộ họ đang gặp vấn đề gì. Nhưng mà những cái thông tin ở trên Twitter thì mình thấy là có nhiều cái tranh luận nó khá là gay gắt bản thân giữa các cái người ủng hộ của Solana với lại các cái giải pháp scaling khác như là các cái rollup ở bên Ethereum. Thì Anatoly và Raz Gokhan là hai cái đồng sáng lập của Solana thì cũng đang có những cái tweet nó khá là gây sốc, thì những cái tweet nó khá là drama với lại những cái giải pháp layer 2. Anatoly thì liên quan đến cái vụ việc là validator thì cũng chỉ có lên tweet là anh em validator hãy nâng cấp cái phiên bản node lên thật là nhanh. Thì cái ngôn ngữ nó cũng hơi cọc cằn, thì mình cũng không biết hiện tại là nội bộ sẽ như thế nào, nội bộ đang bị gì ở trong cái mạng lưới, đang vấn đề như thế nào. Nhưng mà cái việc tranh luận với các cái giải pháp scaling khác á, thì nó đang khá là gay gắt. Hầu hết các cái giải pháp ở trên layer 2 của Ethereum á, thì họ liên tục chế giễu cái sự kiện vừa rồi của Solana. Thì mình có đọc được một cái chuỗi tweet của Kyle Samani, thì ông này là đại diện từ quỹ của Multicoin, thì cũng khá là chi tiết, tức là vẫn đang là rất là ủng hộ cái sản phẩm của Solana. Thì đó là những cái gì mà mình đang theo dõi ở trên Twitter. Thì yeah. Và theo những gì mà bọn mình nói nãy giờ thì có vẻ là Solana đang gặp hơi nhiều vấn đề so với một cái dự án mà ở cái tầm vóc như vậy không? Mình nghĩ là ở thời gian đầu thì sẽ có nhiều vấn đề. Đại loại ví dụ như nếu như mà cái TVL nó chưa quá lớn hoặc là cái tiếng vang nó chưa quá lớn á, thì mình nghĩ là các cái hệ sinh thái khác thì họ cũng không quá tập trung để họ tấn công đâu, là họ tấn công về mặt truyền thông á. Còn ví dụ như Solana mà có một vài tiếng vang rồi hoặc là TVL nó tăng rồi á, thì khá là nhiều cái dự án họ bắt đầu họ quay sang kiểu như là họ cạnh tranh, họ đưa ra những cái bằng chứng để làm sao để tấn công bản thân cái hệ sinh thái này cũng như là các cái dự án ở trong hệ sinh thái. Mình có thể lấy ví dụ điển hình là cái con Saber á. Thì Saber, anh em nào mà theo dõi thì nó là một cái DEX liên quan đến nó kiểu như là stable swap, tức là giúp giao dịch các cái stable coin á. Đợt đó thì Saber nó đột nhiên nó tăng TVL nó rất là lớn và market cap tăng cũng rất là mạnh. Thì Curve là một cái dự án về stable swap ở bên Ethereum, họ mới bắt đầu là họ tấn công và họ chỉ trích. Ví dụ như là anh em có thể thấy là nếu mà theo dõi cái drama đó thì có thể thấy là Curve họ nói về cái thuật toán mà Saber sử dụng á, thì nó là từ Curve. Thì thì cái vụ việc đó nó cũng khá là drama. Tất nhiên là cái việc fork hoặc là cái việc gọi là copy một cái mô hình dự án xong rồi đi phát triển ra một dự án mới thì nó khá là phổ biến rồi. Nó cũng xảy ra liên tục, đặc biệt là với cái mạng open source, tức là các cái mã nguồn mở, thì nó bị rất là nhiều. Tuy nhiên là nó cũng phần nào nói lên được cái vấn đề là vẫn chưa có được những cái giải pháp nó thực sự sáng tạo 100% và nó được phát triển ở trên Solana. Thì đó là cái góc nhìn của mình hiện tại. Solana thì cái giải pháp của họ chú trọng đến cái sự thân thiện với user, và đặc biệt là nó tiện lợi cho developer nữa, thì cái đó là cái hướng đi của họ. Còn Ethereum thì họ ưu tiên cái sự bền vững hoặc là một cái sự nó hơi decentralized, thì đánh đổi lại thì họ sẽ bị một cái nó hơi rập khuôn, cho nên là nó như là một cái cách đánh đổi thôi. Thì mình cũng không thể nói được là cái nào nó tiện lợi hơn cái nào và cái nào nó sẽ hoàn toàn chiến thắng ở trong tương lai. Cái đó thì nó cũng hơi khó để giải quyết, khó để trả lời. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì có vẻ như là Solana đang bị các hệ sinh thái khác phả hơi nóng vào gáy khá là mạnh. Từ một dự án mà chỉ có xếp sau hai ông lớn là BSC và Ethereum thôi, thì bây giờ theo số liệu từ DeFi Llama thì Terra đã có total value vượt mặt
Solana khá xa, là 15 tỷ đô so với lại 11 tỷ đô. Thì đây là số liệu mà bọn mình cập nhật vào ngày 18 tháng 12. Thì và trong thời điểm đấy thì Avalanche cũng đã nhích lên vượt qua một tí rồi. Vậy thì Nguyên có thấy là cái việc mà Solana đang, cái total value của Solana đang giảm, tất nhiên là giảm thì giảm chung là cái xu thế chung của thị trường, nhưng mà nếu mà đem ra so sánh á, thì Terra hoặc là AVAX cũng đang gọi là có cái động lực tăng trưởng khá mạnh. Vậy thì Nguyên có cảm thấy là Solana đang bị hút máu bởi những cái blockchain hàng xóm không? Đầu tiên mình nói về Terra trước đi. Terra là một cái case nó khá là thú vị thời gian gần đây. Anh em thấy là Terra nó tăng trưởng rất là mạnh, giá Terra nó tăng rất là mạnh. Thì cái này một phần nó đến từ cái động thái là burn token Luna để phát hành thêm stablecoin USD á, thì nó tác động lên giá của Luna. Bản thân mình thì khá là ít bọc vạch từng cái dự án bên trong Terra, cho nên là cũng khá là khó để đưa ra một cái nhận định là liệu đây có phải là một cái hệ sinh thái nó bền vững hay không. Nhưng mà thì mình cũng chỉ theo dõi những cái tin tức liên quan đến cập nhật chính xoay quanh hệ sinh thái thôi. Nhưng mà cá nhân mình thì nhận định thì mình thấy là Terra nó đang bị kiểu như là nó phụ thuộc quá nhiều vào cái đồng stablecoin USD á. Thì cái đó là cái nhận định của cá nhân mình. Nó không cái đồng stablecoin USD thì như mình cũng đã đề cập ở những cái tập trước rồi, thì nó vẫn khá là risky cho những cái người dùng cái đồng stablecoin này, một cái đồng phái sinh từ tài sản thế chấp. Rồi còn về Avalanche thì mình có đọc được một cái báo cáo từ Delphi Digital thì thấy là các cái hoạt động ở trên Avalanche nó đang tăng trưởng rất là mạnh, kể cả cái số lượng giao dịch hàng ngày. Rồi nói chung là số lượng giao dịch và volume giao dịch thì các thứ thì nó đều ok trên AVAX hết. Tuy nhiên đó là Delphi Digital họ cũng chỉ ra một cái yếu điểm của AVAX, đó là nó phụ thuộc quá nhiều vào cái gói kích thích incentive. Như chúng ta đã thấy thì Polygon rồi trước đó là có một vài hệ nó sử dụng cái incentive này rồi, thì nó cũng thu hút được cái lượng user khá là lớn. Tuy nhiên là khi mà cái incentive nó bắt đầu nguội dần rồi đó, thì để mà giữ được user ở lại thì cái đó mới là cái bài toán dài hạn mà hệ sinh thái họ cần quan tâm. Cái đó là về vấn đề của AVAX. Họ phát triển hệ sinh thái cũng khá là nhanh, rất nhiều dự án hấp dẫn, và đặc biệt là họ cũng phát triển GameFi khá là kịp trend trong cái đợt này. Tuy nhiên là cái yếu điểm duy nhất của họ là hiện tại thì vẫn là phụ thuộc vào cái incentive program, cái chương trình kích thích thanh khoản. Nhưng mà những cái bài toán đó cũng là những bài toán mà Solana cũng đang phải căng mình ra giải mà, đúng không? Thực sự ra thì Solana mình thấy là họ chưa, mình không thấy một cái gói kích thích chính thức nào nha. Thì Dada Serum cũng có một cái gói kích thích dùng đồng SRM để thưởng cũng như là tạo thanh khoản ở trong cái hệ sinh thái á. Thì cái này là bản thân từ dự án của Serum, chứ Solana thì vẫn chưa có một cái thông báo chính thức nào. Nhưng mà cá nhân mình thấy á, thì Solana nó thu hút được người dùng bởi một cái chiến lược ban đầu như mình nói là nó user friendly, nó rất là thân thiện với người dùng. Sử dụng các cái dApp ở trên này thì giao diện nó cũng khá là, nhìn nó cũng khá là hiện đại, rồi nó còn rẻ nữa. Mình nghĩ là cái đó cũng là cái mà điểm mạnh của Solana. Maybe là nếu như mà không có incentive thì Solana nó vẫn sẽ grow khá là tốt, chứ không phải là phụ thuộc quá nhiều vào những cái gói incentive này. Ok, thì mình cũng đề cập đến Kyle Samani ở phần trước của podcast rồi. Thì Multicoin họ cũng khẳng định là cái chiến lược của họ là họ không biết điều gì sẽ thay đổi trong thời gian 10 năm nữa, nhưng mà họ biết là người dùng sẽ cần những thứ rẻ và những cái thứ tiện lợi trong 10 năm tiếp theo. Tức là một cái điều mà không thay đổi trong 10 năm tiếp theo đó là cái nhu cầu của người dùng. Thì mình nghĩ là một trong những cái lý do tại sao mà Solana đi theo cái định hướng là hướng tới user friendly hơn, thì họ sẽ phải đánh đổi một vài cái yếu tố như là maybe là decentralized, hoặc là maybe là những cái sự cố gần đây. Thì mình nghĩ là cần phải theo dõi thêm để xem là hệ sinh thái họ sẽ xử lý cái vấn đề như thế nào. Cảm ơn Nguyên vì những cái chia sẻ về Solana. Nhưng mà còn ok, mình sẽ nói đến cái vấn đề cuối cùng mà mình muốn thắc mắc ở trong cái hệ sinh thái này, đó là
không biết, tức là có thể là do mình filter thì từ cái góc nhìn cá nhân của mình thôi, nhưng mình cảm thấy là Solana đang không có quan tâm đến cái mảng game và NFT lắm nhỉ, tại vì mình ít thấy các cái dự án nổi bật của Solana mà kiểu gây tiếng vang và làm hay cho cộng đồng khá là nhiều á. Thì không biết là mình có follow mảng này trên Solana không? Nói về game với NFT á, thì họ mới công bố mấy cái quỹ đầu tư khá là lớn, và thì sau khi công bố những cái quỹ này thì các cái dự án mới bắt đầu được hình thành và cũng được bơm vốn dần. Thì maybe là trong thời gian tới sẽ bắt đầu xuất hiện một vài cái dự án gây tiếng vang như vậy. Trước đây thì Solana có một vài cái sản phẩm, ví dụ như Starlab từng IDO ở trên Radium nè. Thì nhưng mà Starlab thì hiện tại vẫn chưa ra sản phẩm, mà họ vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển thôi. Thì maybe là sau khi các cái quỹ đầu tư lớn trên Solana họ tập trung vào, họ dành một phần vốn cho blockchain game á, thì mình nghĩ là sẽ có những cái sản phẩm phát triển ở trên cái mạng này ở Solana. Với vai trò là một người gọi là cũng khá là thích sử dụng hệ sinh thái của Solana, đặc biệt là mình hu serum. Yeah, thì mình cũng rất là mong là Solana có thể recover, có thể vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này và có thể tiếp tục phát triển mạnh hơn. Yeah, và cho các cái như Terra hay Avalanche hít khói như quá khứ. Yeah, mình khá là mong chờ cái điều đấy. thực ra là mình nghĩ là nhiều người cũng chia sẻ cái góc nhìn này rồi, tức là sẽ có một cái tương lai mà multi-chain, tức là nhiều cái chain nó phát triển song song với nhau, và nó sẽ không phải là một cái winner takes it all, tức là một hệ sinh thái sau cùng họ chiến thắng. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ là một cái miếng bánh chung mà mọi người có thể cùng chia sẻ thôi. Thì yeah, thì đó là cái góc nhìn của mình. Ok, cảm ơn Nguyên vì những cái chia sẻ rất là hữu ích và đầy insight đến từ hệ sinh thái Solana. Số đầu tiên của DeFi Discussion là bọn mình cũng nói chuyện về Solana luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng là cái cập nhật mới nhất của bọn mình về cái dự án này. Thì khoảng thời gian đó nhìn đến bây giờ thì Solana cũng đi được một trận rất là dài, và mình tin tưởng là vẫn còn rất nhiều thứ hay ho hơn để có thể tiếp tục ngóng chờ trong thời gian tới. Và nếu mà các bạn muốn bọn mình nói chuyện, muốn chia sẻ, muốn research về cái hệ sinh thái nào hoặc là cái mảng nào của thị trường thì hãy giúp bọn mình comment vào bên dưới video này. Ok, mình sẽ dành lời kết cho Nguyên. Ok, thì cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe đến hết cái podcast tuần này. Thì vì cái thuật toán của YouTube, nếu anh em nào thấy cái podcast này hay và mang lại nhiều giá trị, mong anh em để lại cho bọn mình một cái nút like ở phía dưới, cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Coin68 ha. Thì cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành cùng bọn mình trong cái podcast DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số DeFi Discussion lần sau. See ya.